Hoàng Thùy sẽ mang xích lô, cà phê sữa đá, chổi trâu đến với Miss Universe 2019. Sau khi phát động cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Trong đó, nhiều bài thi thể hiện sự sáng tạo, độc đáo, đồng thời tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam. Ban tổ chức cũng chính thức công bố chủ đề cuộc thi năm nay là Tinh Hoa Việt Nam, cùng với đề cử đại diện Việt Nam tại Miss Universe là Á hậu Hoàng Thùy. Với bề dày văn hóa lịch sử lâu đời, cùng 54 dân tộc anh em trải dài trên khắp đất nước, ban tổ chức mong muốn Hoàng Thùy sẽ mang một bộ trang phục dân tộc đặc sắc, thể hiện tinh thần, vẻ đẹp Việt Nam thời đại mới, tiếp nối thành công của Nàng Mây, Hồng Việt và Bánh Mì. Qua chủ đề Tinh Hoa Việt Nam, sự sáng tạo của các thí sinh sẽ được phát huy tối đa, mở rộng thêm nguồn cảm hứng ở những nét đẹp văn hóa mới, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 2 tháng 5 năm 2019, ban tổ chức tiết lộ năm nay, các thí sinh có sự phá cách và sáng tạo hơn hẳn các năm trước. Đặc biệt, phần lớn các bài dự thi đều chú trọng đến yếu tố độc đáo và kỹ năng trình diễn trên sân khấu, tạo sự bất ngờ cho khán giả mà không còn đơn thuần là một bộ trang phục đẹp như trước. Lấy cảm hứng từ loại phương tiện di chuyển truyền thống Việt Nam, bài thi xe xích lô của Nguyễn Quốc Việt gợi lên ảnh một Việt Nam xưa cũ giữa sự phát triển ngày càng hiện đại của cuộc sống. Xích lô từng là biểu tượng một thời ở các thành phố lớn Việt Nam. Ngày nay, đó là phương tiện được nhiều khách du lịch yêu thích vì ngồi trên xe có thể nhìn ngắm đường phố đúng chất Việt Nam nhất. Với xe xích lô, Nguyễn Quốc Việt còn khéo léo khoe vẻ đẹp hình thể của đại diện Việt Nam, tạo điểm nhấn và sự độc đáo khi đặt bên cạnh các trang phục dân tộc khác nếu có cơ hội đến với Miss Universe 2019. Bài thi Chọi Trâu của Nguyễn Đăng Tùng gây ấn tượng khi thể hiện cách điệu chiếc đầu trâu đặt ở phần ngực, kết hợp đôi bút cổ cao và tóc búi tròn với màu chủ đạo là đỏ vàng, màu cờ Việt Nam. Lấy ý tưởng từ lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải Phòng, một trong những lễ hội truyền thống lâu đời ở Việt Nam, bài thi mang đậm yếu tố tín ngưỡng, qua đó quảng bá một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Việt Nam. Chọn trang phục áo dài Nhật Bình được sử dụng cho các bậc phi tần xưa làm cảm hứng chủ đạo. Quốc sắc mẫu nghi của Nguyễn Văn Toàn mang vẻ đẹp phá cách, thể hiện sự uy quyền của bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại, phóng khoáng. Chất liệu dân tộc quen thuộc như nón quai thao, áo dài cũng góp phần khiến bài thi thêm nổi bật. Cà phê Phin là hình thức pha chế cà phê bình dân và đại chúng của Việt Nam. Trong đó, cà phê Phin sữa đá là thức uống được chấp nhận bởi nhiều lứa tuổi, giới tính. Từ lâu đã thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Đó là lý do mà Trần Nguyễn Minh Đức mang bài thi cà phê Phin sữa đá đến với cuộc thi với mong muốn giới thiệu văn hóa uống cà phê của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bài thi đề cao yếu tố trình diễn với phần bật công tắc và nút chày xõa váy tạo hiệu ứng do cà phê rơi xuống. Từ câu chuyện truyền thuyết thánh giống quen thuộc của người Việt Nam, Trương Kiều Vi đã tái hiện bài thi giống với hình ảnh tre làm nòng cốt, phối giữa màu xanh và vàng. Vẻ đẹp nữ quyền được thể hiện rõ qua phần lưng có hai con ngựa trời khổng lồ, cùng chiếc gậy tre và phần váy choàng bằng tre. Đâu chỉ có đàn ông mới trở thành anh hùng cứu nước, phụ nữ cũng có thể, là thông điệp mà Kiều Vi muốn gửi gắm qua bài thi này. Ngọc Ngà sắc Việt của Nguyễn Thị Yến Nhi là lăng kính thu nhỏ nét đẹp Việt Nam trên mọi miền tổ quốc, từ nét cổ kính bình dị qua khung dệt vải, ruộng bậc thang, chưa một cột đặc trưng của miền Bắc, đến sự hiện đại sôi động kiêu sa của miền Nam với những tòa nhà cao tầng, nhà thờ Đức Bà. Chỉ gói gọn trên một bản vẽ nhưng tất cả những nét đẹp văn hóa Việt Nam đều được thể hiện một cách khéo léo và tỉ mỉ, xứng đáng trở thành trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam. Một điểm chung của các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay đó là sự trẻ trung, nhiều thí sinh còn đang học phổ thông. Nếu như năm ngoái các thí sinh nam chiếm phần lớn thì năm nay số lượng thí sinh nữ tham gia không hề thua kém. Nổi trội về mặt ý tưởng và thiết kế, các thí sinh đã biết rút kinh nghiệm và chắt lọc ý tưởng từ hai mùa thi trước, vì thế chất lượng bài dự thi cũng tốt hơn. Một thí sinh nộp nhiều bài thi có đầu tư về ý tưởng khiến cuộc thi trở nên gay cấn và vô cùng khốc liệt. Được đề cử tại đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2019, Á hậu Hoàng Thùy sẽ là người trực tiếp cùng hội đồng giám khảo tìm ra bộ trang phục dân tộc phù hợp với mình. Cô chia sẻ,
Thùy hy vọng bộ trang phục chiến thắng sẽ hội tụ các yếu tố về thẩm mỹ, độc đáo, sáng tạo, nhưng phải thể hiện được văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, Thùy có lợi thế về trình diễn, nên Thùy mong sẽ thể hiện được kỹ năng trên sân khấu, để khán giả khi nhìn thấy Việt Nam xuất hiện phải wow lên. Ban tổ chức sẽ tiếp tục nhận bài dự thi đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2019. Bên cạnh đó, vòng bình chọn dành cho khán giả cũng đã được mở. 5 bài dự thi được khán giả bình chọn nhiều nhất sẽ được vào thẳng top 15, có cơ hội thuyết trình trước ban giám khảo.